Hello, Hiếu xin chào mọi người ha. Hôm nay Hiếu rất là vui khi mà đã săn lùng được cái cây Makita 481 ha anh em ha. Makita 481. Tốc độ vòng quay số chậm của nó là 2001, tốc độ vòng quay số nhanh của nó là 3001 ha. Đó, trên 1 phút. Đó, con này Makita, dòng này dòng 18V anh em ha. Dòng 18V, khoan 3 chức năng. Đầu kẹp auto lock 13 ly trở xuống, có chức năng búa nè, khoan cấp độ trượt, cấp độ trượt của nó như là bên đây nè, thành lại có đúng không? Đúng rồi, cấp độ trượt là để đây, bánh vít thì để đây, còn khoan tường bê tông gì đó thì ở đây. Thì cái thật mà nói thì con này thì đời nó là khá là cao quá anh em. Trong đời Hiếu thì lần đầu tiên mà lấy được một cây cao đời cao như thế này, rất là mừng, rất là vui nên hôm nay review cho anh em xem. Thì xanh ra bên đây nó có hai đèn led trợ lực ở trợ sáng ha. Dòng 18V, động cơ không trụ than. Đầu tiên thì sẽ test ra chức năng cho anh em xem ha. Điều tốc nè, chức năng số 1 nè, chậm nè, nhanh nè, dưới đây có báo pin anh em ha. Thì con này á, thế nếu mà Hiếu đánh giá nói chung là Hiếu rất là vui rồi, Hiếu rất là mừng rồi khi mà có được cái cây đời cao như vậy của Makita. Nhưng mà Hiếu vẫn đam mê của Hiếu thì Hiếu vẫn thích đời dòng của Panasonic hơn, nhưng mà chưa có khả năng để lấy nó về đó, nên là tạm thời có được con này giờ Hiếu sẽ review và Hiếu test thử cho anh em. Thì những cái dòng mà cao cấp như thế này á, thì Hiếu sẽ test thử bằng khoan rút lõi luôn anh em ha. Khoan rút lõi, rút lõi này là phi 65 anh em ha. Đó, bây giờ không để anh em chờ lâu thì Hiếu sẽ test thử cho anh em xem luôn. Rồi, còn bây giờ là Hiếu sẽ khoan rút lõi trên cái mạng bê tông mà Hiếu hay khoan ha. Hôm qua thì Hiếu có nhá thử rồi nè, Hiếu có nhá thử tí xíu rồi nè. Không, giờ Hiếu sẽ khoan lỗ mới cho anh em xem, cái này mới nhá thử thôi. Giờ Hiếu sẽ khoan chỗ này ha. Gài cái mũi nó chưa có chắc á anh em, để trên tay quá, nó có dầu ở trên đây nè. Giống như nó trúng sách rồi anh em ơi, chết rồi, rớt cái con vít này rồi. Thôi để lát lùm lại sau tiếp tục anh em ha, biết nó có trúng sách hay không. Trúng sách rồi nha anh em, mảng bê tông này là có cây sắt ở ngay chỗ khe này nè đó, nên là Hiếu không dám khoan nữa, nó trúng sách rồi đó. Là anh em thấy nó xuống là tới cỡ này là tầm khoảng 3 phân rồi ha.
đó. Thì cái này là khoanh tường là ok luôn, khoanh bê tông mà không có sắt là cũng ok luôn anh em ha. Rồi bây giờ hãy xem báo giá cho anh em, báo giá cho anh em ha. Thì Hiếu sẽ báo giá cái body thôi, còn pin với sạc là Hiếu sẽ báo giá sau ha. Cái body cho cái thanh máy này không á là 2,7 triệu anh em ha. Thanh máy này nè là 2,7 triệu, còn pin với sạc á thì tùy anh em thôi, anh em muốn đóng lít sen thì giá của nó là 900 anh em ha. Còn nếu mà là pin Samsung 25R thì nó là 1,1 triệu anh em ha. Rồi video của Hiếu hôm nay xin kết thúc tại đây nha, xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.